đây nhá nào. Đâu ra đấy, ra bàn nào. Đây nồi bên nào, bên đây càng đầy nồi. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Nói nhá, con chào các ông các bà. Con chào các ông các bà. Con chào. Khoanh tay đi. Khoanh tay. Con chào. Các ông bà. Rồi, nào. Con khoanh tay bốc. Con chào. Các ông bà. Rồi, bảy khoanh tay nhá. Con xin mến chào. Các ông các bà. Rồi, hôm nay thì đang từ đoạn đường điểm trường vào thì gặp hai cả ba cháu nhỏ là con của nhà chú của bác. Đấy, 7 thì năm nay là lớn tuổi hơn rồi. Đấy, ở đây thì hầu như là các cháu là đi học về của bác, là đi bộ thôi. Em bé trai này thì được nhỏ tuổi hơn. Có ăn kẹo không? Có à? Bà có à? Có à. Rồi, đây. Chú cho này, mỗi người hai con nhá. Rồi, cháu xin. Cháu xin. Rồi, hai tay chứ. Cháu xin. Rồi, bây giờ bông hai tay nhá. Cháu xin hai tay nào. Rồi, đây. Đấy. Nào, bây giờ đến bạn trai nhá. Đấy, nào. Hai tay. Rồi, đấy. Rất là ngoan này, cô bác này. Đấy, bây giờ đi về nhà thôi nhỉ. Đi về thôi. Đấy, đi về trước đi. Đi trước chú đi. Đấy, hầu như là các bạn nhỏ trên vùng cao thì phải nói là tuổi rất là nhỏ các bác đã tự biết là sáng sớm dậy la, xong là đi học. Buổi sáng sớm thì chỉ có là bố mẹ là gọi dậy, xong là rang cơm cho ăn rồi đi học, đến tận buổi chiều thì mới về. Còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả cô bác anh chị và tất cả mạnh thường quân trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng bản em. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu là cập nhật cái tiến độ của ba ông cháu cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết. Đây, có lẽ là hôm nay là có thể là hoàn thiện được hơn khá là nhiều rồi cô bác ạ. Sáng sớm nay thì cháu Lực có bận một chút, thành ra là không có lên sớm được. Hãy đi cẩn thận nhá. Đi cẩn thận nhá. Có ăn kẹo luôn chưa? Chú bóc cho đây. Ra đây chú bóc cho. Ra đây. Chắc là chưa biết bóc đúng không? Ra đây. Ra đây. Chú bóc cho. Rồi, mấy bạn kia ra đây chú bóc cho đây. Nào, bảy ra đây. Rồi. Bạn nhỏ này ra đây chú bóc cho. Bóc kẹo. Rồi. Đây. Ngậm nhá, đánh ngậm nhá.
Thánh Ngậm nhá. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Bảy. Vâng ạ đi. Vâng ạ. Rồi đi đi. Rồi đi đi. Bạn trai này thì năm nay mới được có hơn 2 tuổi thôi đấy cô bác ạ. Ở đây thì đã đi những cái đội ủng xong là đi theo các chị để đi học rồi, để đi tới trường rồi. Tại ở đây thì sau này những cái mầm bạn này, những cái bạn này thì sẽ biết tiếng Kinh sói hơn. Còn như em Sử với em Hải thì em Sử thì đi học thì đến năm lớp 2 thôi cô bác ạ. Còn cái tách thì hiện tại thì cháu Lực sẽ đặt ở trên này trước cô bác ạ. Hôm qua thì cái thước phim hôm qua cháu Lực chia sẻ lên thì cô bác anh chị cũng đã biết được rằng là cháu Lực đã cùng em Sử là đi tìm cái nguồn nước rồi. Nhưng mà hôm nay cháu Lực đi thì cũng không có ai ở nhà đấy. Bảy đi, đi về nhà luôn à? Đây chào đi. Chào đi. Con chào các ông các bà, nói đi. Rồi, nào, nói đi. Con chào các ông, các bà. Rồi, nào. Con chào các ông, bà. Rồi, vẫy tay đi, vẫy tay rồi, đi về đi. Vẫy tay, rồi, nào, bảy đâu rồi? Rồi, nào, vẫy tay nào. Rồi, hãy đi về đi nhá. Hãy nhìn các bạn nhỏ ở trên ở vùng cao thì phải nói là rất là chịu khó của bác ở đây ấy. Ở đây thì bố mẹ không cần phải đưa đi trường nữa, tự các em là tự buổi sáng là tự đi, tối là tự có về đấy các bác. Nhưng nắng giáo như ngày hôm nay thì có thể là cái quãng đường của các cháu đi thì rất là thuận tiện các bác, nhưng mà trong thời gian tới thì mưa phùn lên thì cái quãng đường mà đi học thì rất là khó khăn. Đấy, mẹ thì hình như là đang đi đón hay sao rồi. Đấy, còn ngôi nhà của ba ông cháu thì hiện tại là hoàn thiện ở cái phần công trình phụ rồi các bác nhé, cái phần chát. Còn là ngày mai thì cháu Lực sẽ tiến hành là đi vào và đặt cái canh, đặt cái cây xà ngang, rồi thì cháu Lực sẽ lập pro vào cô bác ạ. Tại hiện tại thì cháu Lực chưa thể lấy pro được vào được cô bác ạ. Rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Các anh em thợ thì có thể là bây giờ cũng đang giải lao rồi các bác. Thì cháu Đức sẽ đi quanh cái ngôi nhà cho tất cả các bác anh chị là một lần. Ở đây thì cháu Đức sẽ bảo em Sử là không phải bảo mà là cùng em Sử với lại thêm em Quân này là đào trên này có phần thêm vào một cái rãnh nước để sau này nếu mà ở trên kia mà mưa xuống thì cái rãnh nước này cũng có thể là chặn được một cái... thì rãnh nước này nó có thể chặn được thêm nước ấy cô bác, thêm phần nước mưa xuống. Và đây thì cho Đức sẽ đào là cho nó chảy ra tít ra cái phần đồi măng nứa bên kia. Tại ở bên kia thì hầu như là nó cũng là rừng rồi. Và đằng sau nhà thì ngày mai ngày kia thì có thể là các anh thợ sẽ đi vào và hoàn thiện thêm là cái phần rãnh nước cô bác. Và cũng rất là may là phải nói là trong cái thời gian mà đi vào thực hiện cái ngôi nhà của ba ông cháu thì cũng có thể là dự tận dụng được cái nguồn nước này, cho nên là cái máy anh em thợ không phải đi đâu xách nước hay là kéo nước về xa nữa. Nếu mà như cô bác anh chị có theo dõi được như có một số kênh là phải đi lấy nước về rất là xa hay là kéo nước đi kéo nước rất là xa thì mới có thể nước mà có nước để mà xây dựng được cô bác ạ. Ở phần quan sát ở phần phía bên ngoài thì hiện tại thì các anh cũng đã chắt xong hết mọi cái rồi. Chào anh Thanh nhá. Chào anh Thanh nhá. Rồi, chào anh. Rồi, chào chú nhá. Ở đây thì hiện tại thì các anh sẽ gọi là cuốc xuống một chút của bác để cho nó sâu hơn. Rồi thì mới tiến hành là đổ cái phần nền này. Rồi, em chào anh Hai nhá. Rồi, chào Lực nhá. Vâng anh, hôm nay tình hình thế nào anh? Tình hình vẫn thế. Tình hình vẫn thế à? Hôm nay vẫn có 4 người thôi anh, 4 anh em thôi à? 4 người thôi. Vâng.
anh Vinh với lại chú Bình với lại anh Quang thì vẫn còn đang trong quá trình mà họp mà đảng hay là vào đảng hay sao cô bác. Thì cái đấy điều đấy cháu Đức cũng chưa có nắm rõ cho lắm, cho nên là cháu Đức cũng chỉ biết là cái lý do các anh nghỉ là như vậy thôi. Đấy, hiện tại thì ở phần bây giờ xúc cái phần cắt thì xong hết, thì có vẻ như là nhìn cái phòng khách rất là rộng cô bác ạ. Ở đây thì một tí nữa các anh sẽ hoàn thiện thêm là cái bước này, thì ngôi nhà cũng sẽ xong rồi các bác nhé. Và ở phần cái cánh cửa, cái phần cửa lò đấy, hôm nọ có một số bình luận có nói với cháu Lực rằng, một số cô bác có nói với cháu Lực rằng là cửa nó rất là nhỏ. Ở đây thì cháu Lực cũng có bảo các anh là cắt ra thêm một chút thôi, thì bây giờ độ dài của nó thì cũng rất là dài rồi, như vậy thì cũng rất là thuận tiện cho cô bác. Đấy, rất là rộng và rất là... Hôm nay thì cắt ra tầm bao nhiêu phân anh hai? Tầm 20 phân. Tầm 20 phân à? Vâng. Ồ, thế là được một chiều ấy, nó chiều dài của nó là 1 mét đúng không? Vâng. Chiều dài của nó là được 1 mét rồi. 1 mét thì để củi hay là còn để củi vào thì sau này nó cũng rộng rãi hơn một chút cô bác. Còn phần khu nhà bếp thì cô anh cũng đã chắt xong mọi cái rồi cô bác ạ. Đây ấy. À lộn, đây là nhà vệ sinh đấy nhỉ. Đấy. Còn phần nhà vệ sinh thì các anh cũng đã chắt xong hết rồi cô bác. Ngày mai thì có thể là mình vào lập được chưa anh? Mai thì nếu mà có người thì vẫn lập được rồi, có pro thôi. Pro à? Đây, ngày mai thì em sẽ chở pro lên á. Okay. Xong là có khi là buổi sáng em mình là phải bác lên đấy nhỉ? Bác cây lên, bác cây ngang ấy. Đúng rồi, sáng ngang thì đặt một lúc xong mà vâng. Có 5 cây. Vâng. Thế thì bây giờ phải nói là ngôi nhà của bao cháu thì hoàn thiện là gần được 90% rồi cô bác ạ. Còn 20% còn lại sẽ bây giờ các anh thợ sẽ tiếp tục là vào hoàn thiện thêm. Đấy, ở cái phần hành lang này thì cháu Lực sẽ để nó cao hơn một chút cô bác nhá. Còn cái phần khoảng sân thì nó sẽ thấp hơn một chút ngôi nhà ấy. Nó thấp hơn một chút. Cái phần bên này thì chắc là ngày mai các anh mới tiến hành là vào hoàn thiện là chắt hơn cô bác ạ. Hôm nay thì công việc các anh chỉ có hoàn thiện là cái phần công trình phụ ở bên kia thôi. Ở trong cái phần gạch chết cô bác thì hiện tại là nó còn dính một chút là như kiểu là bụi bẩn cô bác nhé. Bụi bẩn cô bác, nó không phải là dính xi nữa. Sau này mình chỉ cần lau qua 2-3 lần thì nó sẽ sạch hết cô bác. 2-3 lần thì nó sẽ sạch hết mọi cái rồi. Còn về cái thời tiết hôm nay thì nắng rất là đẹp các bác ạ. Vừa rồi thì mấy ông cháu có lên trên này là mấy anh em thợ có bảo cháu Lực rằng là lên cuốc ở cái phần đất này một chút các bác và xếp gạch ra cái phần này. Sau này mà lúc mà hoàn thiện ngôi nhà của ba ông cháu xong thì ba ông cháu nếu mà còn dư ra khoản kinh phí thì cháu Lực sẽ mua đá để mà kè. Còn nếu mà không dư ra ấy thì sẽ để gia đình là đi lấy đá về cô bác này. Cái đá này thì đá này cũng rất là cứng, lấy về để kè. Cái từ cái phần đằng sau cái lán của mấy anh em thợ thì cũng rất là rộng cái phần khoảng sân đấy cô bác ạ. Hay một cái ngôi nhà của ba ông cháu thì bây giờ phải nói là dần hoàn thiện và hoàn thiện thì nhìn rất là đẹp cô bác. Sau này thì thêm một cái mộc sơn nữa ở đây thì phải nói là một cái ngôi nhà mà nổi bật nhất cái bản của em Sử luôn. Vào trong ngôi nhà thì phải nói là rất là rộng các bác ạ. Cháu Lực cũng đã đo tất cả những cái số đo ở phòng khách với lại phòng ngủ cho tất cả các bác anh chị là cùng biết rồi. Một cái ngôi nhà mà rất là rộng. Thó hả? Chào. Chào ngồi đi.
Con lời chán hậu này. Vì nhà nào đúng không? Hậu đúng không? Hắc bông đừng nghĩ này. Hả? À bây giờ đặt cái này kìa. Mấy cái cầm sẽ đặt cái mà. Đây này thì cháu Lực cũng nói rất là nhiều lần và cháu Lực cũng đã ghi hình lên rất là nhiều lần rồi cô bác. Mấy anh em thợ trong quá trình mà chát thì đều tận dụng lại những cái vỏ bao xi để lót ở cái phần dưới để tránh cái phần nó hao, nó bị hao hụt đi cái phần vớ rất là nhiều. Anh đã đổ tấm tấm ngang ở trên kia chưa anh Thanh? Chưa. Vừa rồi thì ông thấy chỗ Lực lên thì ông cũng lên trên này luôn cô bác này. Lên để chỗ này thì chỗ Lực xé đào thấp xuống một chút cô bác. Này dẹ. Mẹ này, ông mặc pháo tắp thì dê dê nò nè. Mặc pháo, lên pháo đi bị tầm ấy. Ô, phá với mà chồng đi mê. Ô, phá với à? Tắp đi tháng nữa. Ồ, nó tin gì tắp hẳn là kìa nào. Tôi xử bữa đây chứ. Ồ. Cái này là này, cái này là khó là gì chứ chứ. Một ngàn đó, đáng có một ngàn ạ. Đã chứ thay đổi thay đổi thay đổi thay đổi. Ồ. Cái sân này thì bây giờ phải đào cho nó xuống thấp thấp một chút các bác ạ. Hôm nọ mà cháu Lực mới làm thì một số các bác còn chưa không biết là cháu Lực sẽ đào thấp hơn một chút thì cũng còn gọi điện và nhắc nhở cháu Lực bảo là mình nên đào xuống thấp một chút các bác. Ở cái phần này thì cháu Lực chưa vào đi vào hoàn thiện thôi cho nên là nó sẽ hơi cao một chút thôi. Ông thì năm nay 80 tuổi rồi cô bác, nhưng mà ông vẫn còn rất là khỏe cô bác ạ. Hay tầm độ tuổi của cháu Lực làm thì khỏe thì vẫn khỏe hơn ông, nhưng mà cái sức bền ấy thì không có bằng ông cô bác. Ông thì sức bền của ông thì sẽ
Ở đây thì cái phần đất cứng của cái nhà thì sẽ đến tận đây các bác nhé. Còn đi phần dưới kia thì là cái đất mượn của nó thôi. Bước cái lấy dây lán ra khâu cho nó bước à, bước cái lấy dây lán ra khâu cho nó, khâu này bay. Khâu thằng sáu này bay lên bay đi hơi, bay thằng vẫn hơi lang lang tẩm như thế này, họ viện túi năm chứ không phải dân. Ai bác xe gọi là thứ về thủ mắc thì mới tới nào rồi. Là thứ mà sắm à? Là thứ mà sắm à? Mi thủ mắc điện, mi tâm mi mắc đóng điện. Còn khá yếu nó. Thế mà làm tới nhặt tới nấc à? Xem mày mới nổ bố, mày nổ đi mà. Mày thằng tiên đi chơi nè. Tiên đâu? Đúng không anh? Hả? Cái dây cước của anh đâu hết rồi nhở? Cái cắt này em hốt vứt ra kia nhá. Để kia nhá. Cắt này sau đây mình đổ nền được đúng không? Em hốt ra kia nhá. Dây cưa nó phiêng rồi. Phải không anh? Nè, nó bia lên thì bắt có phải khâu lông tẩm với mẹ. Nè, cầm mẹ nè, thằng này nè, thủng như mẹ nè. Đây, cầm này nó thủng như bắt nó tẩm rồi. Mấy thằng sai cả như thế này à? Có một mỏng sai rồi, hôm nay tinh này mới kìa mỏng sai à? Mỏng sai di chuyển liên tục nổ. Xe cả bấy đâu nào vậy à? À. Một cầm chết nó nhỏ ra linh này. Chuyển khoản găng. Số này đang khóc video bó. Sao mà tao nó không ạ? Tao đi nìm, tao đi nìm tìm mẹ.
Hả? Dạ rồi sửa sẵn lên một phá mắt tắt tắt khứ lên nó cà. Dạ phải bàn để sửa ý chú hốc. Chá nè sửa. Cao chia nó lấy cao chá nè. Ê, hôm nay hai ông cháu làm tới đâu thì làm ngày mai thì sẽ tiếp tục là cái công việc mà hoàn thiện cái phần sân này các bác. Anh còn là ở phần cái phần sân này để các anh đổ thì cái này sẽ là cái khoản mà phát sinh các bác nhé. Trước khi mà cháu được làm hợp đồng thì chưa có phần mà đổ phần xi này, chỉ có phần là đổ hiên tay này đó các bác ạ. Đổ ra đến tận đây và ốp gạch thì cũng ốp đến tận đây các bác nhé. Sắp hình rồi nhé nọ. Phải ở thùng cá thùng văn đấy chứ. Nẹt lòng. Không lòng. Ta này. Ta nó hót mà. Cái mì ta này. Thì tướng nữa. Lìm bà. Chắc lìm bà rồi nọ. Chả giỏi giỏi mình. Đây như nào? Giờ này. Giờ bàn à? Đây nọ bên nào? Bên này càng đây nọ. Giờ cho tao ăn ăn chưa? Tôi sử đi bộ đồ lớn hóc chi tiết nọ. Đi bông xả bay xong bông này chi sau bay hết các bông người tay nhé. Bay sau bông á? Ừ. Để tay chi nắng tay. Tại do bông là bông thì mưa tào cái giờ thì xuống bông này chi sau mưa tào sấy luôn à. Bị bay đâu? Thấy bị chết là? Ừ. Chết là sau bông á? Bị chết là sau bông á? Ừ. Đây cái này bay tháng bông chi sau cái bay chết là. Đấy, đến cuối năm này thì hầu như là ở trong thôn bản đấy các bác đều tổ chức là làm cái lễ liên hoan gì ấy. Các anh em thợ thì cũng có người là bắt buộc phải đi. Cái này là mua hay là tự làm ấy cô? Ừ. Ừ? Là cô là biết nghe tiếng Kinh à? Nhưng mà biết nghe đúng không? Rú hạ, rú pèng nọ. Ồ. Đi lầu. Này, nó thang. Đó. Đó, thanh niên thì còn không có mặc quần đâu này các bác này. Này. Nó thang. Không xanh nhỉ? Tí lẩu. Nói nó thang. Qua tí lẩu nó thang. Đi lại lùm á? Ồ. Này. Ở Pelopi. Đấy, bây giờ thì sẽ tận dụng lại những cái cục đá mà để sâu cái phần hông nhà của bác. Thì sẽ để ra phần bên kia để mình lên kè một chút các bác để cho nó chắc phần đất đi.
Thế bây giờ thì các anh thợ lại sẽ đang tiếp tục là chắc cái phần hên này là của bác này. Lù bà ngộ. Tối nay thì liệu có hoàn thiện thêm phần này không anh Vinh? Vâng anh Thanh. Chắc được nửa thôi. Hả? À, được một nửa à? Gần tối rồi, biệt tay biến lại. Về tao về luôn. Ông thì ở nhà rất là chịu khó cô bác ạ. Ngày hôm nay thì ông trời nắng như này thì ông đã đi lấy cỏ xong xuôi mọi cái rồi. À, lên trên này đã tiếp tục là hộ cháu Lực cùng cháu Lực để hoàn thiện cái phần sân bên này. Đấy, bây giờ mà san xong một lớp thì nhìn cái phần sân thì phải nói là rất là rộng rồi cô bác ạ. Một tí nữa mà mấy ông cháu làm hết rồi phần này rồi thì sẽ lại ra sàn bên cái phần bên này đó cô bác. Bên này thì cũng sẽ phải làm thấp hơn một chút. Bây giờ thì thanh niên thì cũng đang hoàn thiện là thêm cái phần cửa cho nó đẹp rồi cô bác. Xong hoàn thiện mọi cái rồi thì ngày mai ngày kia thì các anh em thợ bên cơ khí thì sẽ vào là đo đạc cái phần cửa, tất cả phần là cửa sổ này, tất cả mọi cái cho cháu Lực để mà tiến hành lắp cửa sổ nữa. Đấy, bây giờ thì hiện tại cháu Lực đang đứng ở cái góc này nhìn cái phần sân, khi mà mình san phẳng một chút thì nhìn một cái ngôi nhà mà nó phải nói là thật sự là rất là khác cô bác ạ. Làm sai hoặc ở trong những người chơi gì hoặc vì ông này nó lại là gì anh phải thử bán phương tôi không rồi nhỉ. Ôi này đi cái tắm này nè. Mấy này, đi tắm. Không xuống đây. Bà mình chứ đầy rồi dễ nổ. Chắc lắm. Sai này và hoạt tử ra còn làm bạn em. Bây giờ thì phải ngâm cứu xem cái đống cát kia mình vận chuyển đi thêm chỗ nào đó các bác. Cái cát này thì phải nói là vận chuyển liên tục rồi các bác ạ. Cái láng của mấy anh em thợ là bây giờ cũng cần phải hoàn thiện rồi các bác. Có thể như là ngày mai nếu mà mấy anh em dọn dẹp cái phần xung quanh ngôi nhà thì có thể là có cái phần láng của mấy anh em thợ được rồi. Sau một cái quá trình và một cái thời gian thì hiện tại thì cháu Lực cùng với lại ông thì cũng đã san phẳng là cái phần mặt tiền thế này thì một cái khoảng sân thì cũng khá là rộng rồi các bác.
cái công việc ngày mai thì cháu Đức sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết. Đấy, ông thì bây giờ vẫn còn đang mót tận dụng lại những cái cục đá này để làm cái phần kè luôn đấy cô bác. Đấy, mà anh thợ thì bây giờ vẫn còn đang vào chắt ở cái phần bên hông nhà này cô bác này. Ôi, tốt là gì mà? Tốt nè. Ồ. Còn ở phần dưới này thì ở dưới kia thì ông trước kia mà lúc mà đào nền thì ông cũng vừa đào là vừa để xếp đá ở dưới rồi. Bây giờ thì mặt trời bắt đầu lặn lặn thì cũng se se lạnh thêm một chút rồi cô bác. Hôm nay thì có thể hôm nay thì có vẻ là nhìn hoàng hôn rất là đẹp này. Ở đây thì hiện tại là đang có một hai cái cây, ở đây thì hiện tại là đang có búi cây tre thì nó sẽ nhìn nó sẽ hơi kiểu là vướng cái tầm nhìn của nhà ba ông cháu một chút, nhưng mà phần búi tre này thì sau này nó cũng giúp cho cái phần đất ở trên này của bác này nó giúp cho chắc chắn hơn, nó sẽ không có giúp cho bị nó sẽ không giúp cho mình bị sạt lở thêm đấy cô bác. Cửa sổ thế này thì mình làm độ tầm bao nhiêu phút thì nó xong? Chắc xong cái phần cửa sổ này. Tầm 3 phút này. Tầm 3 phút à? Không, 3 phút thôi. 3 phút á? Nhưng mà một bên à? Một bên là 3 phút à? Nhưng mà làm nhanh thì không biết. Chắt này có vẻ là nó chắt khó hơn là mình chắt ở cái mặt phẳng ở phần phía bên này nhỉ? Đúng rồi. Đấy, bây giờ thì ngôi nhà dần hoàn thiện rồi cô bác, thì sẽ phải là dọn dẹp xung quanh nhà của nhà ba ông cháu thêm một chút rồi. Đấy, còn cái đống sỏi này thì chắc là phải vận chuyển đi vào chỗ khác để mà mình hoàn thiện cái phần sân cho ba ông cháu. Hiện tại thì ở đây có một đống sỏi với lại thêm một cái đống cát nữa cô bác. Đấy, phần công trình phụ chắt xong thì có vẻ như là nhìn khác hẳn luôn rồi cô bác ạ. Bây giờ ở phần cái chỗ bếp khói kìa cô bác, nếu mà mình chắt xong thì nhìn nó sẽ khác hẳn hơn một chút. Ngày mai ngày kia thì cháu Đức sẽ tiến hành và lập cái phần mái của công trình phụ nhà bông cháu, thì sẽ nhìn một cái ngôi nhà phải nói là cực kỳ mà thay đổi khác hẳn lên rất là nhiều. Hãy bây giờ cháu Lực đang ghi hình thì có thể như là cái phần bếp thì nó sẽ hơi hẹp một chút không cô bác, nhưng mà nếu mà cô bác mà lên tận nơi mà đứng vào trong cái phần bếp của nhà ba ông cháu thì chắc chắn là sẽ rất là rộng. Trong mà thời gian tới thì lúc mà hoàn thiện đầu ở đáy hết rồi, đến ngày tân gia thì cháu Lực cũng sẽ rất là mong sẽ đón thêm khán giả ở trên kênh Bản Em lên cùng ba ông cháu chung vui cái phần là tân gia này các bác nhé. Thank you.
tại phần đằng sau ngôi nhà của ba ông cháu thì có thể là ở phần góc bên chỗ nhà vệ sinh nó sẽ hơi hẹp một chút cô bác. Thì cũng rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Trước kia thì cháu Lực muốn là đào từ phẳng từ chỗ bên này đi, cô bác chỗ tay cháu Lực chỉ đi. Nhưng mà được ông với lại nhà ở phần hàng xóm bên trên cô bác này bảo là không muốn cho đào, sợ là đào những cái tảng đá đấy xong thì nhà bên trên nó sẽ lún xuống, cho nên là cháu Lực cũng sẽ không có đào thêm nữa. Ở đây thì lúc mà đào cái kia thì định cháu Lực bảo là đào nhưng mà cũng được bà con là ngăn cản rất là nhiều, cho nên là cháu Lực sẽ cũng thế tôn trọng và nghe lắng nghe ý kiến của bà con một chút. Đấy, mặc dù là mình đào chỗ kia ra thì nó không có ảnh hưởng gì cả. Bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, chắc các anh cũng nên chỉ là chắp nốt cái phần xi mà đang còn dư còn lại nữa thì các anh cũng sẽ nghỉ rồi cô bác. Hôm nay thì còn không có sương mù thì may ra các anh mới làm đến giờ này đấy. Nhưng mà có sương mù nhiều dày đặc như hôm qua thì các anh không có làm đến đến hôm nay nữa. Các anh thì có hôm nào mà trời lạnh thì các anh sẽ làm hơn muộn hơn một chút cô bác. Trong thời gian qua nếu mà không có tất cả cô bác anh chị và tất cả khán giả ở trên kênh Bảng Em thì cháu Lực không biết là ngôi nhà này cháu Lực sẽ phải xoay sở ra như thế nào cô bác. Mặc dù là trước khi đi vào làm ngôi nhà thì cháu Lực cũng đã tìm hiểu rất là kỹ thì cháu Lực mới dám là tiến tới ngôi nhà, tới phần ngôi nhà của cô bác ạ. Đấy, cũng được rất là may đằng sau cháu Lực thì cũng được một số cô bác như là bác Kim Hoa, bác Trần Thị Tiên và bà An Phạm, bà Vương Kim Thanh, bác Cindy, bác và chị Giáng My cũng có đồng hành cùng cháu Lực rất là nhiều và đóng góp những ý kiến, đóng góp những cái là sự hiểu biết của các bác tới cho cháu Lực. Để tới thời điểm hiện tại thì bản thân cháu Lực cũng đã đúc kết cho mình thêm một chút kinh nghiệm khi mà hoàn thiện cái ngôi nhà của ba ông cháu. Cháu Lực rất là biết ơn tất cả các bác đã nhắc nhở cháu Lực. Các anh em thợ thì bây giờ cũng đã đến chập tối rồi các bác, cũng đã chuẩn bị nghỉ rồi. Và ở trên những cái khung cửa sổ thì bên trên này thì tất cả hoàn toàn là đều có thêm một cái phần gọi là chắn mưa các bác nhá. Chắn cái phần mưa trên này. Đấy, ở phần phía bên kia thì hiện tại là cái cửa sổ bên kia thì các anh chưa làm. Nhưng mà hai cái cửa sổ ở bên này thì cháu Lực sẽ không có làm với các bác. Tại vì là ở phần trên này nó đã có một cái hiên đua ra khoảng tầm hơn 1 mét rồi, rất là dài rồi. Đấy, có lẽ cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác. Và cháu Lực cũng xin được hẹn cô bác anh chị ở trong sóng tiếp theo trên kênh Bản Em rồi các bác. Và lời cuối cùng thì cháu Lực xin được gửi một lời cảm ơn tới tất cả cô bác anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng Bản Em. Trong thời gian tới thì cháu Lực sẽ rất là mong thêm cô bác anh chị theo dõi được những thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên. Thì cho cháu Lực xin một nút like và một lượt chia sẻ cộng thêm một lần đăng ký kênh nữa cô bác nhé. Để giúp cho kênh Bản Em ngày một phát triển hơn và giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh còn khó khăn ở trên vùng cao này cô bác. Còn bây giờ thì cháu Đức xin được nói chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Xin chào các bác anh chị. Chào các bác anh chị nhá. Chào các bác nhá. Chào các bác nhá.